Kỳ nghĩ mà bạn đang lên kế hoạch đi cùng người yêu mình đến Bali có thể gặp chút phiền toái nếu Quốc hội Indonesia thông qua một bộ luật mới trong tháng này. Cụ thể, nếu bộ luật mới được thông qua, sẽ đề xuất cấm các cặp đôi chưa kết hôn mà đã sống chung. Hình phạt sẽ áp dụng với những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Điều này có nghĩa là nếu bạn và người yêu có quan hệ tình dục trong kỳ nghỉ này nhưng chưa kết hôn thì rất có thể sẽ phải đối mặt với án tù tại đây khoảng từ 6 tháng đến 1 năm, tùy thuộc vào dự thảo nghị quyết nào trở thành luật trong tháng này. Luật mới nghiêm ngặt của Indonesia có thể sẽ được thông qua vào cuối tháng này. Ảnh Oletret Lasejeti Imajet. Không có phòng cho những người chưa lập gia đình. Khách du lịch chưa kết hôn thậm chí sẽ không được phép nhận phòng khách sạn trừ khi họ có giấy chứng nhận kết hôn để chứng minh mối quan hệ của họ. Những người không có giấy chứng nhận kết hôn sẽ có nguy cơ phạm luật của địa phương. Ngoài khách du lịch, các luật này cũng sẽ phân biệt đối xử với cộng đồng của Indonesia. Quốc gia chủ yếu là Hồi giáo này đang trong quá trình cập nhật bộ luật hình sự thời thuộc địa từ năm 1995 và loạt đề xuất này là một phần của những thay đổi mới nhất đối với luật hình sự đang được xem xét. Những hành vi khác có thể khiến bạn bị bỏ tù ở Indonesia. Những thay đổi được đề xuất khác bao gồm hình sự hóa hoạt động mại dâm và biến nó thành hành vi phạm tội đối với bất kỳ ai không phải là chuyên gia y tế hoặc tình nguyện viên có thẩm quyền. Phá thai cũng sẽ không còn nếu Quốc hội thông qua các luật này. Các nhà hoạt động nhân quyền đang kiến nghị chính quyền hiện tại do Tổng thống Joko Widodo lãnh đạo nhằm bác bỏ một số điều hà khắc của luật bởi sẽ làm hạn chế quyền tự do dân sự và làm bế tắc ngành du lịch thiết yếu của đất nước. Đại diện của nhiều quốc gia châu Âu cũng như Úc đã thông báo cho Quốc hội Indonesia rằng, nếu các luật này được thông qua, các quốc gia sẽ phải ban hành những tư vấn du lịch mới nhất cho người dân của họ để mọi người có sự chuẩn bị trước khi đến thăm Indonesia. Đây đi mày.